Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một vài mẫu mật lực mới năm 2019 mà xưởng đang sản xuất nha. Đây là một trong số những mẫu đó. Các bạn thấy hoa văn khắc và gỗ lực này chất liệu là bằng gỗ rất chắc chắn và bền, với hình ảnh in trực tiếp ở trên đây. Ngoài ra mình có thể in logo theo yêu cầu, ví dụ như là logo của công ty hoặc là các hình ảnh thiết kế theo yêu cầu. Ở đây mình có một vài mẫu 3D này các bạn. Đây là mẫu hình phúc lục thọ nổi ở phía trên luôn. Và lưu ý là các lịch này đã bao gồm lịch kèm luôn của lịch năm 2019 nha. Ở bên này mình cũng có một vài mẫu rất là đẹp nha mọi người. Đây là các lịch khi mà mình mới sản xuất xong á, chưa có được đóng gói nha. Khi mà đã sản xuất xong như vậy á, là do cho khách hàng là mình sẽ đóng gói ở trong các thùng bìa các tông rất là chắc chắn mà mình có thể vận chuyển đi tỉnh. Ok, đây là những cái linh kiện dùng để gắn và sản xuất ra mịch gỗ nha các bạn. Các bạn có thể thấy là rất là đẹp và xưởng quy mô của mình rất là lớn. Nếu như mọi người có nhu cầu mua hoặc đặt hàng có thể liên hệ tới Thành Đạt để đặt số lượng sỉ và lẻ, bao nhiêu là đặt một chứng nhận nha. Quá trời luôn mọi người. Có rất là nhiều mẫu, một thủ điêu rất là đẹp luôn. Màu sắc, sắc nét. Ở đây thì những cái mẫu thiết kế này rất là tinh tế và sắc sảo, rất là đẹp, là phù hợp để các bạn trưng treo trong nhà hoặc là dùng để làm sản phẩm tặng quà Tết cho khách hàng. Rồi mọi người đi theo mình để xem các mẫu thiết kế ở bên này nha. Sau khi mà mình có sản xuất xong rồi, mình sẽ đóng gói thành các hộp như thế này. Cảm thấy rất là đẹp và trang trọng để dùng tặng cho khách hàng hoặc là tặng cho người thân, đối tác. Ở bên trong ở đây mình sẽ có một cái mẫu mới như này. Mẫu này cũng khá là đẹp, tuy là giản dị nhưng rất là chắc chắn và có kèm theo đồng hồ ở bên trên. Ở dưới vẫn là một block mịch. Đối với sản phẩm này thì giá thành nó sẽ thấp hơn một chút xíu so với các sản phẩm vừa rồi như vậy. Cho mọi người, đây là đóng gói, mọi người đi theo mình tiếp để xem các mẫu ở bên. Rất là nhiều mọi người ơi, rất là nhiều các mẫu. Ví dụ như mẫu này, các bạn có thể thấy mẫu rất là chắc chắn, mềm đẹp. Và sản phẩm này cũng đang hoàn toàn bao, mình bao đi tỉnh luôn, bóng gói đi tỉnh, rất là chắc chắn, không có vấn đề gì hết. Rất là nhiều, mọi người có thể xem nhiều mẫu này. Rất là nhiều mẫu. Giá thành rất là lịch phải chăng nha. Các bạn liên hệ tới công ty Thành Đạt để được báo giá được nhiều lắm các bạn. Hôm nay Thành Đạt hot Thành Đạt hơn cả kinh doanh được luôn, xưởng luôn. Có những khách hàng có nhu cầu mà in thì là theo Thiên Chúa hay là theo Phật giáo thì đều có các mẫu để cho mình lựa chọn. Như đây là một mẫu mình bên Thiên Chúa giáo nha. Như chúng ta có nhu cầu thì hoàn toàn có thể thiết kế lựa chọn cái mẫu theo nhu cầu tôn giáo. Rất là đẹp. Đây mình để hơi ngược, để đúng như thế này. Cái mẫu này thì nhỏ hơn, mình gọn hơi đẹp hơn. Rất là nhiều luôn mọi người. Mình nhận đặt số lượng từ 1 tới vài trăm tới vài ngàn cái luôn nha. Tụi mình không giới hạn số lượng. Bên này nó có nữa. Đây là bên đạo Phật này mọi người. Đây là một mẫu bên đạo Phật mà chúng ta có thể tham khảo. Rất là nhiều. Như các bạn thấy lô hàng khách đang đặt sẵn rồi ở bên này. Các bạn thấy là mình đã đóng gói thành phẩm hết rồi. Cái này rồi chỉ chờ để đi giao thôi. Phẩm rất là nhiều.